Nam Mô A Di Đà Phật, mến chào tất cả bà con. Hôm nay dắt lại thỉnh cha dầu ngựa Thái nữa nè, dắt lại đi các miếu, dắt lại phụng sự Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo ha. Nam Mô A Di Đà Phật, cúng dường xịt, cúng dường nước hoa, cúng dường, dắt lại hành tâm ha, dắt lại hôm nay dắt lại về miếu bà ngũ hành, dắt lại thắp hương châm dầu đốt đèn phụng sự Tam Bảo, dắt lại thành tâm khấn nguyện xin cái lộc cho bà con. Trước khi khấn nguyện, dắt lại xin nguyện tụng một biến chú đại bi, nguyện đem công đức hồi hướng cho gia đạo, dắt lại được bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, cũng như cho tất cả bà con cô bác trên kênh xem kênh thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, ai bị tâm tai phạm tới chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không nha. Nam Mô A Di Đà Phật, tâm nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét, con xin nguyện tụng một biến chú đại bi, nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, ai xem kênh phạm tại tế chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Yên lũ thì nhận một ngày đại bi tâm đại la ni, Nam Mô Bát Ra Đát Ra Đát Ra Di Đà Phật, Di Đà Bà Lộ Cụ Thế Thu Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Độ Bà Dạ Ma Ha Tát Độ Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Đi Ca Giang Tát Bạn Đà Bà Dạ Tô Đạt Na Tát Độ Nam Mô Tát Cái Lần Đó Hi Mong Ma Di Gia Bà Lộ Cụ Thế Thu Bát Ra Lần Đà Bà Nam Mô Đà Ra Từng Trị Thầy Đi Ma Ha Bà Đà Sa Mấy Tát Bà Tha Lộ Du Bà Thầy Dương Tát Bà Tát Nam Ma Bà Dạ Ma Phật Đạt Đầu Tát Đi Thang Bà Lộ Hay Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Hay Đi Ma Bồ Đề Tát Đó Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hay Ma Hay Đi Đại Dương Cổ Lô Cổ Lô Kiết Mong Độ Lô Độ Lô Phật Sa Gia Đế Ma Ha Phật Sa Gia Đế Đà Ra 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 Đi Ni Tát Bà Ra Gia Ra Gia Ra Ma Phật Ma Ra Một Đời Lại Hay Ra Na Ra Na Ra Sa Ma Ra 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 Một Trăm Phần Ra Gia Gia Hồ Lô Lô Ma Ra Hồ Lô Hay Đi Ta Ra Ta Ra Tất Đi Tất Đi Tốt Lô Tốt Lô Bồ Đề Gia 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 Ma ra na ra ta ba ha tất ra tăng ha một cái gia ta ba ha ta ba ma tất đại gia ta ba ha gia kiết ra tất đại gia ta ba ha ba đà mi tất đại gia ta ba ha nam mô a di đà ra di đà nam mô a di đà phật thế tất đại gia ta ba ha tất tiền đô ma na ra ba đại gia ta ba ha tất tiền đô ma na ra ba đại gia ta ba ha tất tiền đô ma na ra ba đại gia ta ba ha nam mô a di đà phật nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét, con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả phiền não động diệt nghiệp chướng tiêu trừ, lòng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ cho Lê Thị Thúy Nga sinh năm 1976 quê quán xuất thân tai qua nạn khỏi bệnh chứng tiêu trừ, lòng thành Phật đạo. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Độ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Độ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Độ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Mến chào tất cả bà con, cô bác, anh chị em ha. Hôm nay dắt lại tiếp tục thỉnh cha dầu thơm ngựa Thái mới nữa nè bà con, để đi phụng sự Tam Bảo nè. Nay chuyến này cha dầu này dắt lại bỏ rượu xe, dắt lại bỏ rượu xe của dắt lại, dắt lại bỏ rượu xe của dắt lại, dắt lại bỏ rượu xe của dắt lại ha, dắt lại bỏ rượu xe của dắt lại, dắt lại phụng sự Tam Bảo, để mà dắt lại phụng sự Tam Bảo. Dắt lại thành tâm xin cái lộc cho bà con ha. Trước khi dắt lại xin cái lộc cho bà con thì dắt lại cũng nguyện xin cái lộc đảnh lễ bà là xong rồi, đảnh lễ chư thần chư thánh chư vị thần linh, dắt lại cũng xin một nén hương số rồi. Dắt lại trong thời gian chờ đợi, để nhiều khi lâu quá bà con tốn thời gian quý báu, hôm qua dắt lại xin cái nén hương số 418, dắt lại nói bà con tham khảo trước đó, bà con nào có tham khảo trước đài Bến Tre 418 ngày hôm qua 18 về rực rỡ cho bà con đó, bà con nào có tham khảo không. Mà nay dắt lại về, dắt lại tiếp tục xin số thẻ xăm mới và xin nén hương số mới. Dắt lại cũng nguyện cầu đem công đức này hồi hướng cho tất cả bà con cô bác anh chị em ha. Nam Mô A Di Đà Phật, con pháp danh Nguyên Vũ pháp tự dắt lại nguyện xin Đức Mẹ Phật Bà Nam Mẹ Ngũ Hành các vị long thần long thiên hộ miếu đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ độ ban cái phước cái lộc cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc may mắn ngày thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2024 nhằm ngày mùng 6 tháng 2 năm Giáp Thìn, miền Nam có Đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, đêm có miền Bắc, miền Trung, xin ban đặng cho một thầy xăm tốt, một thầy xăm cầu được cái tài cái lộc may mắn giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc may mắn ngày thứ sáu. Nam Mô A Di Đà Phật,
con xin đức mẹ Phật bà năm hệ ngũ hành, các vị long thần long thiên hộ miếu đèn trời soi thế, xin từ bi gia hộ độ ban phước ban lộc ban cho một tỷ sâm may mắn. Mô A Di Đà Phật. Số tài sâm, số tài sâm số 06 để dắt lại trình lễ, dắt lại xin cái lộc bà ha. Nam mô A Di Đà Phật, đây là số tài sâm 06, con vừa xin được, con quay vào trong con trình lễ, con xin đức thánh mẫu đức Phật bà độ cho số tài sâm 06 này có cái lộc lớn ngày thứ 6, trùng khớp với đài Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh 606, sâm dương 606, nguyện xin đức thánh mẫu đức Phật bà năm mẹ ngũ hành độ cho số tài sâm 06 606 có cái lộc lớn ngày thứ 6, trùng khớp với đài Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh đêm có miền Bắc miền Trung, nguyện xin đức thánh mẫu đức Phật bà năm mẹ ngũ hành độ cho số tài sâm 06. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Số tài sâm là số 06, số tài sâm là số 06, 606 nha bà con ha. Số tài sâm là 06 606 nha. Giác lợi xin hồi sâm, giác lợi cũng nguyện đức thánh mẫu đức Phật bà độ cho bà con cô bác anh chị em có được cái lọt số tài sâm là số 06. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện xin đức thánh mẫu đức Phật bà năm mẹ ngũ hành đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ ban cái phước cái lọt số tài sâm 06 606 có cái lọc lớn ngày thứ 6, trùng khớp với đài Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh riêng có miền Bắc miền Trung, để cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được cái lọc may mắn ngày thứ 6, ngày 15 tháng 3 năm 2024. Nguyện xin đức thánh mẫu đức Phật bà năm mẹ ngũ hành đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ độ cho bà con cô bác được hưởng cái ân đức cái lộc của độ bà của bà độ cho số tài sâm 06 606. Con cũng xuống, con cũng xin cái lộc số tài nén hương số. Nam mô A Di Đà Phật, xin đức thánh mẫu đức Phật bà đèn trời soi xét, xin từ bi gia hộ độ cho bà con cô bác trên kênh của con ai cũng được hưởng cái lộc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con cũng xin chư thần chư thánh chư vị thần linh, ông bà sơn thần thổ địa, ông bà binh giao binh tướng của bà, ông bà tà, ông bà đất đai nhân trạch, nam mô A Di Đà Phật, cúi đầu đảnh lễ đức thần hoàng, nguyện xin thổ địa thổ công thần kỳ ở miếu bà đây, ông bà binh giao binh tướng của bà, ông bà sơn thần thổ địa đèn trời soi xét, hôm bữa con có xin cái nén hương số 418, ông đã độ cho về trùng khớp trước giúp cho bà con được cái lộc, hôm nay con cũng về xin nén hương số, con cũng nguyện xin đèn trời soi xét xin độ ban cho cái nén hương số con vừa thắp có được cái lộc trùng khớp chính xác giúp cho bà con cô bác trên kênh của con được cái lộc, tiếp tục được hưởng cái ân đức của các ngài, xin các ngài độ các ngài ban cho. Nam mô A Di Đà Phật. Số tài sâm, số tài sâm 11 của bà con, 11 rồi nè, giật lại kéo nét lại coi, 110 110 110 110 nha bà con, 110 110 ngày thứ 6, 110 số 10, 110 ha, số 11 với số 10 nha bà con nhớ nha, ở trên là 11, ở dưới là số 0, 110 ha, 110 số 10 nhớ nha bà con ha, 110 số 10 11 ha, số 10 11 nha, 110 đại Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh đêm có miền Bắc miền Trung đấy bà con, 110 ha. Nam mô A Di Đà Phật. 110 nha bà con, nhớ chưa, 110 nha, nhớ nha, nhớ nha, phải để cho trái số 10 hay số 9 đây, số 0 hay số 9 đây, để nhiều khi là lầm nữa, cái đầu đầu là không trúng, không phải bà con ơi, 119 bà con ơi, 119 mới đúng bà con ơi, 119 mới đúng, 119 mới đúng, để lắc lại lấy cây nhang giật lại thiệu lên đó cho cháy hết đi mới được. Một một chín bà con ơi, một một chín chứ phải 110 ha, 119 nha, 119 nha bà con ha, 119 chứ phải 110 nha bà con ha, 119 nha bà con, chứ phải 119 nha bà con, nào thấy số nào mua số đó chứ chắc lại thấy là 119 nè, giống như bị tét ra số 119 bà con ơi, 119 hay là 118 gì đó, 118 bà con ơi, 118 số 18 nữa bà con ơi, số 118 bà con ơi, số 18, 118 118 số 8 mới đúng bà con ơi, 118 chứ phải số 9 ở trên chữ O nhỏ dưới chữ O bự, 118 nha nè, bà con xem lại dùm ha, 118 nha, số 8 nha bà con ha, 118 chứ phải 119 nha, cũng như số 8 bên đây bữa 418 còn nè, bữa đây bữa 418 còn nè, 418 này số này số 8 luôn ha bà con ha, cái này cũng số 8 luôn nè, 118 ha, hôm nay xin 118 nha. Rồi bà con nhớ dùm cho dắt lại ha, 118 nha, nhớ 118 dùm cho dắt lại nha, 118 này dắt lại lấy nét lại nè, đó,
cái tay dắt lại rung quá, 118 cái tay dắt lại được mồ hôi kê đổ luôn, là mới có 5 giờ sáng mồ hôi một kê đổ luôn rồi bà con. Rồi dắt lại có cái linh tính này bà con nên tham khảo trước 118 nha. 118 chứ không phải là 119, không phải 110 luôn nha. 118 rồi để dắt lại tắt máy, rồi dắt lại quỳ, dắt lại đảnh lễ, dắt lại nguyện số 18, 118 nha. Rồi 18 thì đi bộ là 81 nha, nhớ bà con hay nhớ lót là 11 với lại 18 giùm dắt lại nha. Nam mô A Di Đà Phật, 1118. Nam mô A Di Đà Phật, con cũng nguyện xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà năm mày ngũ hành, xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà năm mày ngũ hành đèn trời soi xét xin độ cho số 118 và số thầy xăm 06 có cái lộc trùng khớp trúng ngày trúng giờ, để cho bà con cô bác trên kênh của con được hưởng cái lộc may mắn. Cú xin Đức Thánh Mẫu Đức Phật Bà năm mày ngũ hành đèn trời soi xét xin ân điển độ ban cho tất cả bà con cô bác trên kênh của con thân tâm thường an lạc, gia đạo được bình an, làm ăn luôn gặp nhiều điều may mắn. Nam mô A Di Đà Phật.